Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 91, Thanh đao của hắn. Thuốc sắc màu nâu đậm được đựng trong bát sứ trắng, ngâm qua nước lạnh, chỉ còn tỏa ra chút hơi nóng nhẹ nhàng. Bùi Vân Thư ngồi tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào bụng mình một lúc lâu, cuối cùng quyết định đưa tay cầm lấy bát thuốc trên khay bạc kỳ ảnh không thể ngăn được vương phi có lẽ nên suy nghĩ lại hay là thay đổi thêm vài đại phu để khám xem có cách nào không cần dục sinh không phương tư ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ lục đồng ngồi yên lặng bên bàn như không nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng bùi vân thư kim chi ngọc diệp thân phận cao quý trong bụng lại là huyết mạch của quận vương mà nàng chỉ là một đại phu bình thường của một y quán nhỏ trước đây nàng và bùi vân thư thậm chí chưa từng gặp mặt để bùi vân thư giao toàn bộ tính mạng của mình và đứa con trong bụng cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt thực sự là một điều quá khó khăn lục đồng cúi đầu suy nghĩ bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của bùi vân thư ta tin tưởng lục đại phu giọng nói vô cùng kiên định lục đồng ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy nữ tử đang tựa vào đệm mỉm cười nhìn nàng ta tin tưởng lục đại phu Bùi Vân Thư lặp lại, trước đây đã có nhiều đại phu của y quán đến, nhưng không ai phát hiện ra ta có vấn đề. Họ không phát hiện ra ta bị trúng độc, làm sao có thể hy vọng họ giải độc? Nhưng Vương Tư nghẹn ngào, như vậy thật quá mạo hiểm trong người. Nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại, Bùi Vân Thư sẽ gánh hết mọi lỗi lầm. Quyết định một mình đồng nghĩa với việc mọi hậu quả không lường trước được cũng sẽ do nàng một mình chịu đựng bùi vân thư giọng nhẹ nhàng ta đang mạo hiểm nhưng lục đại phu cũng không kém phần khó khăn đúng không phương tư và kỳ ảnh im lặng điều này đúng lục đồng giúp bùi vân thư dục sinh nếu xảy ra chuyện nàng tất nhiên không thể thoát khỏi trách nhiệm ngay cả khi thành công giải được độc cho đứa bé văn quận vương biết chuyện chưa chắc sẽ cảm kích nàng văn quận vương là người vô tình ích kỷ có thể còn quay lại buộc tội nàng mưu hại con cháu của vương phù. Giúp bùi vân thư dục sinh, đối với lục đồng không phải là một vụ mua bán có lợi. Nghĩ đến đây, hai thị nữ nhìn lục đồng với ánh mắt bớt đề phòng. Bùi vân thư không nói thêm, cầm bát thuốc trên khay bạc, uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, nàng đặt bát rỗng xuống khay, mỉm cười nhìn lục đồng, sau này tất cả nhờ vào lục đại phu. Lục đồng đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ngân tranh mang đến y hòm, rồi ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Thuốc dục sinh uống vào còn một lúc mới có hiệu quả, trong phòng yên tĩnh, có lẽ để phá vỡ sự ngượng ngùng hoặc để giảm bớt căng thẳng trong lòng, Bùi Vân Thư chủ động nói chuyện với Lục Đồng. Nàng hỏi Lục Đồng, Lục Đại Phu y thuật cao siêu hơn hẳn các đại phu của y quán, không biết là học từ ai? Lục Đồng lấy ra bộ kim châm từ trong tấm vải nhung, từ từ lau chùi, đáp, chỉ là một vị đại phu giang hồ không tên tuổi. Bùi Vân Thư gật đầu, hiểu rằng Lục Đồng không muốn nói về việc này, liền truyền đề tài, hôm nay là Trung Thu, Lục Đại Phu giúp ta dục sinh chắc chắn sẽ lỡ mất thời gian đoàn tụ với gia đình. Có muốn ta sai người truyền tin về nhà, để gia đình không lo lắng. Lục Đồng dừng động tác lau chùi kim châm. Nàng nói, không cần, gia đình ta đã không còn. Bùi Vân Thư ngạc nhiên, rồi nhìn nàng với vẻ áy náy xin lỗi ta không sao lục đồng mặt không biểu cảm chuyện đã qua vương phi không cần để tâm trong phòng lại yên lặng một lát sau bùi vân thư cúi đầu nhìn bụng mình nhẹ nhàng hỏi lục đại phu nếu dục sinh đứa bé có được cứu không thuốc dục sinh đã uống bây giờ bùi vân thư mới hỏi điều này lục đồng không biết nên cho rằng vương phi này ngây thơ hay là vô tư nàng không muốn lừa dối bùi vân thư liền nói thẳng dục sinh là để đứa bé được đưa ra trước khi độc thấm sâu vào nếu tiếp tục ở trong bụng vương phi độc sẽ ngày càng sâu sản phụ sinh con như bước một chân vào cửa tử ta không thể đảm bảo loại bỏ được hết độc tố cũng không thể đảm bảo vương phi an toàn ta chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống cho đứa bé nàng ngước lên vương phi hiểu chứ lời nói rất thẳng thắn không chút an ủi. Bùi Vân Thư nghe xong, sắc mặt càng tái nhợt. Kỳ ảnh không nhịn được nhíu mày, lục đại phu sao có thể nói như vậy? Các đại phu khác luôn nói những lời an ủi để bệnh nhân yên tâm, tránh lo lắng làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng đại phu này lại nói những lời sắc bén, làm tăng thêm căng thẳng cho Vương Phi. Ta là đại phu chữa bệnh cho Vương Phi, không phải diễn viên làm Vương Phi vui. Lục đồng trả lời lạnh lùng, hơn nữa ta nghĩ để vương phi hiểu rõ tình hình thực tế sẽ giúp ích cho quá trình sinh con kỳ ảnh ngươi bùi vân thư ngăn kỳ ảnh lại cố gắng mỉm cười lục đại phu nói đúng ngay cả khi không trúng độc ai cũng không thể đảm bảo sinh con không gặp nguy hiểm nàng âm thầm nắm chặt chăn cố tỏ ra thoải mái ta tin rằng mình không làm điều gì xấu ông trời sẽ không bất công với ta hôm nay nhất định thuận lợi những lời này là để an ủi bản thân nhưng nghe vào tai lục đồng lại có chốt chói tai chưa từng làm điều xấu ông trời sẽ không bất công sao gia đình nàng lục đồng cha mẹ trung hậu chính trực chị gái nhân hậu anh trai đại nghĩa cuối cùng cũng không tránh khỏi cảnh nhà tan cửa nát còn những kẻ làm điều ác lại ở kinh thành hưởng vinh hoa được người người kính sợ thiện có thiện báo ác có ác báo chỉ là lời tự an ủi vô ích của kẻ thất bại là một lý lẽ sai lầm đặt tất cả hy vọng vào ông trời và báo ứng hư vô không bằng tin tưởng vào bản thân bầu không khí trong phòng dần dần ngưng trọng trong sự im lặng đó quần áo của bùi vân thư dần dần thấm đẫm mồ hôi nàng nhíu mày cố gắng chịu đựng không yên tâm xoa bụng lục đại phu ta ta hình như cảm thấy không thoải mái lục đồng sắc mặt thay đổi thuốc dục sinh đã có hiệu quả nàng đứng dậy đi lấy nước nóng mà ngân tranh đã chuẩn bị sẵn phương tư và kỳ ảnh đều giật mình có chút lúng túng nhìn nàng nhưng bùi vân thư lại bình tĩnh mỉm cười lục đại phu ngươi cứ làm hết sức mình dù dù có gì sai sót ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chứng minh rằng tất cả là do ta tự quyết định đến lúc này vương phi vẫn lo lắng cho người khác lục đồng thấy tay nàng ướt đẫm mồ hôi dưới thân bị chăn che phủ chiếc chăn bị vò nát và ánh mắt đẹp đẽ của nàng ẩn chứa sự lo lắng và bất an bùi vân thư đang sợ hãi dù nàng tỏ ra bình tĩnh và kiên cường đến đâu trong lòng vẫn sợ hãi dưới thân đã thâm đẫm có lẽ vì tác dụng của tiểu nhi sầu thuốc dục sinh phát tác nhanh hơn bình thường bùi vân thư sắc mặt càng nhợt nhạt dần dần phát ra tiếng rên rỉ đau đớn hương thơm của hoa quế tươi trong phòng không còn che đậy được mùi máu tanh buổi chiều cuối thu cửa phòng đóng kín không có gió mát mẻ, như một vũng bùn không thể chảy, giam cầm tất cả mọi người. Đừng sợ, sau một chút do dự, Lục Đồng nắm lấy tay nữ tử trên giường. Bùi Vân Thư ngạc nhiên, dừng lại một chút, nàng nghiêng người tới bên tay Bùi Vân Thư, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ta biết Bùi Vân ảnh. Trong khoảnh khắc, Bùi Vân Thư sững sờ. Nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt Bùi Vân Thư, không biết lấy sức mạnh từ đâu nàng nắm chặt tay lục đồng vội vã hỏi a ánh ngươi là người của a ánh phương tư và kỳ ảnh cũng ngạc nhiên nhìn lục đồng trong trí nhớ của họ bùi vân ảnh chưa từng đề cập đến việc đã sắp xếp một nữ đại phu nhưng bùi vân thư như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc trong số phận bấp bênh ánh mắt đầy tin tưởng và yên tâm nàng thở dài mồ hôi chảy dài trên má nhưng vẫn nhìn lục đồng mỉm cười lục đại phu thì ra ngươi là người của A ánh. Tốt quá, nàng nhịn đau đớn, nước mắt lưng tròng, ta tin tưởng ngươi, thực sự. Rõ ràng vừa rồi nàng còn sợ hãi đến run rẩy, nhưng nghe thấy tên Bùi Vân Ảnh, lập tức như được tiếp thêm sức mạnh. Lục Đồng im lặng, người trong cảnh ngộ phải dựa vào bản thân, nhưng trong hoàn cảnh đó, sự nghĩ đến người thân luôn giúp giảm bớt đau đớn. Tác dụng của thuốc dục sinh càng lúc càng mạnh. Bùi Vân Thư dần không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ đau đớn, hơi thở gấp gáp. Lục Đồng vừa nói chuyện với nàng, vừa bảo Phương Tư cho nàng uống một ít nước đường. Thời gian kéo dài quá lâu, Bùi Vân Thư sẽ mất sức. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dữ dội, kèm theo tiếng hét lớn của bà tử, Vương Phi. Vương Phi mở cửa, trong phủ có kẻ trộm, có người hãm hại con cái Vương Phù. Lục Đồng sắc mặt thay đổi phương tư và kỳ ảnh cũng giật mình ngẩng đầu ngay sau đó tiếng đập cửa càng nhanh giọng của mạnh tịch nhan vang lên ngoài cửa vương phi sao không trả lời không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ bùi vân thư mở mắt cắn răng nói hỏng rồi mạnh tịch nhan e là đã nghi ngờ ngoài cửa mạnh tịch nhan đứng sau bà tử khuôn mặt u ám như muốn nhỏ nước bùi vân thư đã đuổi đại phu vừa đến chỉ để lại nữ đại phu trong phòng khiến nàng không yên tâm nên nàng sai người đến hiệu thuốc nơi nữ đại phu đã mua thuốc hỏi xem họ đã mua gì chủ tiệm nghe nói người của quận vương phủ sợ đến run chưa kịp hỏi đã kể lại toa thuốc nữ đại phu đã lấy đương quy chỉ khấu xuyên khung ích mẫu thảo hoàng kỳ chủ tiệm sợ hãi biến sắc đây là toa thuốc phúc thai ẩm là thuốc dục sinh thuốc dục sinh mạnh tịch nhan móng tay đỏ thắm gần như khắc vào lòng bàn tay không ai lại vô cớ dùng thuốc dục sinh, nhất là khi Bùi Vân Thư còn hơn một tháng nữa mới sinh. Nhưng giờ họ lại bí mật dùng thuốc dục sinh, chỉ có một khả năng. Nữ đại phu tên Lục Đồng đã phát hiện Bùi Vân Thư trúng độc. Mạnh tịch nhan căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng với ánh mắt lạnh lẽo. Lời của biểu tỷ lại vang lên trong đầu nàng. Người trúng độc thai nhi vẫn an toàn, sau 10 tháng, sinh ra đứa trẻ chết. Sản phụ vẫn bình an. Tiểu Nhi sầu là để trong bụng sản phụ không một tiếng động tác độc sau 10 tháng, đứa trẻ sẽ chết. Nhưng nếu sinh non, đứa trẻ có thể sống hay không, biểu tỷ cũng không rõ. Dù sao độc này trên danh nghĩa đã thất truyền nhiều năm, gần đây người dùng cũng chưa bị phát hiện. Nếu chỉ có mỗi chuyện này thôi thì không sao, điều quan trọng hơn là nếu Lục Đồng đã phát hiện ra sự thật về Tiểu Nhi sầu, một khi sự thật được phơi bày, tội hãm hại con cháu của vương phủ sẽ giáng xuống đầu nàng hậu quả khó lường mạnh tịch nhan cắn môi trong lòng hiện lên một tia sợ hãi hôm nay văn quận vương đang ở minh lâm viên yến tiệc của hoàng đế kết thúc vào buổi tối dù tin tức truyền về phủ cũng phải mất thời gian phải nhanh chóng đổ hết tội lên đầu nữ đại phu trước khi văn quận vương trở về văn quận vương luôn chiều chuộng nàng chỉ cần loại bỏ tất cả chứng cứ giữa bùi vân thư và nàng văn quận vương chắc chắn sẽ nghiêng về phía nàng chỉ cần loại bỏ tất cả nhân chứng nữ đại phu đó cũng là người xui xẻo ai bảo nàng phát hiện ra bí mật không nên biết còn cố giúp bùi vân thư thật là không biết phân biệt tình hình tự tìm đường chết mạnh tịch nhan mặt không biểu cảm ra hiệu cho bà tử và gia đình phía sau vương phi bị kẻ xấu uy hiếp phá cửa cho ta gia đình và bà tử nhận lệnh xông tới chỉ nghe dầm một tiếng, cửa gỗ chạm khắc bị đẩy mạnh từ ngoài vào, một đám bà tử xông vào. Trong phòng, lục đồng nhíu mày. Quả nhiên văn quận vương phủ không yên ổn, nếu như trước đây chỉ là nghi ngờ, thì hành động quá đáng của mạnh tịch nhan lúc này khiến lục đồng gần như chắc chắn rằng tiểu nhi sầu của bùi vân thư có liên quan đến chắc phi của quận vương phủ. Phương Tư và Kỳ Ảnh đứng chắn trước Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư lúc này đã vỡ nước ối, đau đớn không chịu nổi, chỉ cố gắng ngừng đầu, giận dữ nói, mạnh tịch nhan, người muốn làm gì? Mạnh tịch nhan đứng ở cửa, ánh sáng từ phía sau chiếu vào, khiến nàng như chìm trong bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên u ám. Nhưng giọng nói của nàng lại nhẹ nhàng, mang một sự quan tâm vô cùng mâu thuẫn. Vương Phi, vừa rồi chủ tiệm thuốc gần đây cho người báo rằng, nữ đại phu này đã mua thuốc dục sinh phúc thai ẩm chủ tiệm lo lắng có sai sót đặc biệt đến báo tin biết chuyện này ta lập tức đến nàng nhìn lục đồng lạnh lùng nói người thật to gan dám hãm hại con cháu quận vương ta không hãm hại con cháu quận vương lục đồng không có ý định một mình chịu đựng cơn giận của mạnh tịch nhan thuốc dục sinh là ý của vương phi bùi vân thư mồ hôi đầy mặt ôm bụng trong vòng tay của phương tư giận dữ nhìn mạnh tịch nhan là ý của ta Mạnh tịch nhan, ta bị trúng độc, có triệu chứng của độc, nên mời lục đại phu giúp ta dục sinh để bảo vệ đứa bé, người cốt ra ngoài. Mạnh tịch nhan ánh mắt lạnh lẽo, rồi giả vờ ngạc nhiên mở to mắt, vương phi thật biết đùa, y quán các đại phu cách mấy ngày lại đến, chưa từng phát hiện vương phi bị trúng độc, sao một nữ đại phu của y quán nhỏ lại chẩn đoán ra đứa bé có độc. Nàng ngẩng lên nhìn lục đồng, giọng lạnh lùng, ta nghĩ, là người này nói nhảm thôi cáo buộc vô căn cứ rõ ràng là vu khống nếu không phải chắc phi này quá ngạo mạn thì chỉ có một khả năng nàng ta định giết người diệt khẩu đối với người chết không cần giữ chút tình cảm nào bên tai vang lên tiếng rên rỉ lục đồng cúi đầu nhìn thấy dưới thân bùi vân thư ngày càng ướt đẫm lúc nãy mạnh tịch nhan cùng người phá cửa xông vào khiến bùi vân thư càng thêm lo lắng nước ối đã vỡ tình hình càng nguy cấp nàng thật biết chọn thời điểm mạnh tịch nhan cũng nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt của bùi vân thư trong lòng vui mừng sinh con vốn đã nguy hiểm hôm nay lục đồng chắc chắn sẽ chết nhưng nếu bùi vân thư vì lo lắng mà sinh khó mẹ con cùng chết chẳng phải càng hợp ý nàng còn tội danh nàng nhìn hai thị nữ đứng chắn trước giường bùi vân thư hai thị nữ này không biết từ đâu mà đến trung thành với Bùi Vân Thư vô cùng, mạnh tịch nhan nhiều lần thu mua đều không thành, nếu đã như vậy. Hãy để hai người này làm vật thế thân, cũng coi như hoàn thành mối duyên giữa ba người họ. Mạnh tịch nhan chỉ vào lục đồng, bắt người này lại cho ta. Bùi Vân Thư kinh hoàng, mạnh tịch nhan, người to gan. Mạnh tịch nhan nhíu mày, Vương Phi bị người này mê hoặc, lúc này tinh thần không minh mẫn. Còn hai người này nàng nhìn phương tư và kỳ ảnh người lạnh là thị nữ bên cạnh vương phi lại câu kết với người ngoài mưu hại vương phi bắt họ lại chờ quận vương về xử lý người nhà đinh đợi lệnh từ lâu nghe thấy liền xông tới bắt lục đồng kỳ ảnh và phương tư tung một cước đá văng bà tử trước mặt rút dao găm bên hông chắn trước giường bùi vân thư họ biết võ công lục đồng trong lòng chuyển động xem ra văn quận vương phi cũng không phải hoàn toàn không có hậu chiêu Mạnh Tịch Nhan thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Không ngờ hai thị nữ này lại có võ công. Những gia đình và bà tử bình thường không thể làm gì được. Mạnh Tịch Nhan hét lớn, lư hán. Cùng với tiếng hét của nàng, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài sân. Một đội thị vệ cầm kiếm tiến vào cửa. Đó là thị vệ của quận vương phủ. Mạnh Tịch Nhan lùi lại một bước, chỉ vào mấy người trong phòng, giận dữ nói, bắt lấy họ. Dạ. Thị vệ át xanh như bầy sói, hung dữ lao tới bầy cừu. Mạnh Tịch Nhan cười lạnh, Văn Quận Vương cưng chiều nàng, để nàng điều khiển thị vệ phu. Những thị vệ này đều là người có võ công thực sự, dù Bùi Vân Thư có hai thị nữ giỏi võ, cũng không thể địch nổi huống chi. Trong phòng còn có một nữ đại phu không biết võ. Trong phòng, thị vệ hung hãn lao tới, Phương Tư và Kỳ Ảnh phải vừa bảo vệ Bùi Vân Thư trên giường, vừa bảo vệ Lục Đồng lại phải đối phó với các thị vệ một lúc có chút khó khăn một thị vệ cao lớn tránh được dao găm của phương tư đột nhiên túm lấy cánh tay ngân tranh kéo ra ngoài ngân tranh chưa từng thấy cảnh này sợ hãi hét lên lục đồng quay lại thấy cảnh tượng này liền lấy bình hoa nhỏ trên bàn đập mạnh vào đầu thị vệ bốp thị vệ lảo đảo từ từ ngã xuống ngân tranh kinh hãi nhìn nàng những người khác trong phòng cũng ngạc nhiên nữ tử nhìn yếu đuối này, ra tay lại dứt khoát và quả quyết. Bình hoa sứ trắng vỡ tan trên đất, máu tươi trộn lẫn. Lục đồng nhanh chóng tiến lên, kéo rớt màn trướng trên giường. Màn trướng như một vầng trăng nhạt màu, nhẹ nhàng rơi xuống, chia căn phòng thành hai thế giới. Cùng lúc rơi xuống là giọng nói lạnh lùng của nàng. Bảo vệ ta, phương tư và kỳ ảnh lập tức tỉnh táo, giờ đã đến lúc sinh tử. Nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ Lục Đồng tiếp tục giúp Vương phi sinh con. Tiếng rên rỉ của nữ tử trong màn trướng, mạnh tịch nhan càng thêm u ám, nữ đại phu này khó đối phó hơn nàng nghĩ. Nàng nheo mắt lại, giọng nói sắc bén. Bắt họ, sống chết không cần biết. Trong khoảnh khắc, những thị vệ trong phòng không chút do dự, rút kiếm lao tới. Lục Đồng bị màn trướng che khuất, sắc mặt không đổi bình tĩnh giúp bùi vân thư điều chỉnh hô hấp xoẹt một tiếng một luồng sáng lạnh lẽo từ bên cạnh đâm tới cắt ngang qua má lục đồng nhưng lập tức bị dao găm của kỳ ảnh chặn lại lục đại phu người bị thương rồi bùi vân thư nhìn vết máu trên mặt lục đồng thở dốc nói không cần lo ta không sao lục đồng nhấn nàng xuống giọng điềm tĩnh tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng dữ dội Phương Tư và Kỳ Ảnh phải vừa bảo vệ Bùi Vân Thư vừa đối phó với thị vệ. Mạnh tịch nhan cao giọng nói, các ngươi là ai phái đến. Dám giữa ban ngày mưu hại Vương Phi. Lư Hán, giết chúng. Thủ lĩnh thị vệ nghe lệnh, đột nhiên bỏ qua Phương Tư, xoay người dùng kiếm đâm vào lưng lục đồng, kiếm sắc nhắm thẳng vào tim nàng. Bốp một tiếng, có tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Một ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua không gian, xuyên qua đám đông, đâm xuyên qua đầu thị vệ. Máu nóng phun ra, văng lên màn trướng, để lại những vết loang lổ đỏ trắng. Mũi tên rơi xuống, cùng với thị vệ và kiếm của hắn. Tiếng đánh nhau trong phòng bỗng im bặt, yên tĩnh như chết, lục đồng nghe thấy mạnh tịch nhan lên tiếng, giọng run run. Phù, bùi vân ảnh, người sao lại đến đây? Bùi vân ảnh, lục đồng giật mình. Bùi vân thư cũng nghe thấy tiếng động ngoài kia, vẻ mặt vui mừng a à, ảnh đến rồi lục đồng không còn thời gian phân tâm chỉ nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài tiến vào dừng lại trước giường bùi vân thư màn trướng như chia thành hai thế giới như ánh trăng chia đôi ngày và đêm nhưng khi phương tư và thị vệ giao đấu kiếm sắc đã cắt rách màn trướng ánh trăng có khe hở qua khe hở lục đồng nhìn ra ngoài một bóng hình màu đỏ đứng chắn trước giường giữa đống hỗn độn người đó quay lưng về phía lục đồng, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy thanh đao bạc bên hông đã rút ra hoàn toàn. Lục đồng từng thấy bùi vân ảnh rút đao, nhưng dường như mỗi lần chỉ rút nửa chừng rồi thu lại. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thanh đao sáng chói hoàn toàn rút ra, lưỡi đao sắc bén, như người trước mặt lột bỏ lớp mặt nạ thân thiện, lộ ra sự tàn nhẫn và quyết liệt. Không còn che giấu sát khí. Hắn khẽ nghiêng đầu, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại ấm áp, mang theo sự trấn an, nói với Lục Đồng. Tiếp tục đi, chương 92, Niềm tin. Lục Đồng cúi đầu, không quan tâm đến những tiếng động bên ngoài, chỉ tập trung vào việc mình phải làm. Ở cửa, Mạnh Tịch Nhan nhìn người đứng trước giường, mặt khó che giấu vẻ kinh ngạc. Tại sao Bùi Vân Ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hôm nay Hoàng thượng ban yến tiệc tại Minh Lâm Viên, bùi vân ảnh cùng văn quận vương vào cung tiệc tàn phải đến đêm cho dù người của bùi vân ảnh báo tin bùi vân ảnh nhận được tin tức đến đây vậy văn quận vương đâu sao lại không có ở đây dường như nghĩ đến điều gì gương mặt xinh đẹp của mạnh tịch nhan vì sợ hãi mà hiện ra một tiêm méo mó bùi vân ảnh đến vì chị gái hắn văn quận vương không có ở đây bây giờ trong vương phủ ai có thể bảo vệ nàng Mạnh tịch nhan không nhịn được lùi lại một bước. Nàng sợ bùi vân ảnh. Văn quận vương phi bùi vân thư trông có vẻ cao ngạo lạnh lùng. Thực ra yếu đuối dễ bị lừa gạt. Lòng dạ nhân từ mà bị tất cả mọi người trong phủ coi thường. Nhưng em trai cùng mẹ của bùi vân thư lại hoàn toàn khác biệt. Người này dung mạo tuấn tú. Tính tình lại hài hước vui vẻ. Tuổi trẻ đã được hoàng thượng sủng ái. Lại có một người cha là chiêu ninh công. Một người con nhà quyền quý như vậy không có chút kiêu ngạo nào của công tử nhà giàu. Dù là đối với hạ nhân, hắn cũng luôn mỉm cười lịch sự. Mỗi lần hắn đến phủ, luôn làm cho các nữ tỳ trẻ tuổi trong phủ loạn động tâm tư, ngay cả mạnh tịch nhan cũng phải thừa nhận, nếu bùi vân ảnh có ý tứ trêu đùa, nàng cũng chưa chắc có thể chống cự. Nhưng nàng không dám, mạnh tịch nhan vẫn còn nhớ cha nàng, một người giám thị của phủ thiếu phủ, đứng trước mặt nàng sắc mặt trầm ngâm căn dặn nàng đừng tranh giành với Bùi Vân Thư. Ông nói về sự tàn nhẫn của Bùi Vân Ảnh. Kể về những kẻ đối đầu với hắn trong chiều luôn gặp những sự cố kỳ lạ, nói về việc vị thế tử chiêu ninh công này khi giết người, máu chảy có thể nhuộm đỏ cả một con suối nhỏ. Ông nói, Vân luôn thích tranh giành, từ trước vương gia bảo vệ con thì không sao, nhưng bây giờ bùi vân ảnh trở về kinh. Hắn là một kẻ điên, đừng đắc tội với hắn, nếu không, hắn không ngại động đến bất kỳ ai. Mạnh Tịch Nhan khinh thường, cha nàng từ trước đến giờ nhát gan, Bùi Vân Ảnh dù mông cuồng, cũng phải tuân theo lễ pháp. Nhưng trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy, cha nàng không hề nói quá. Bởi vì không chỉ nàng, ngay cả Văn Quận Vương mỗi lần đối diện với Bùi Vân Ảnh, ánh mắt cũng có vẻ kiêng dè. Ngay cả Văn Quận Vương cũng phải kiêng dè người này, bây giờ dẫn một nhóm cấm vệ đến hỏi tội nàng phải làm sao để thoát thân toàn vẹn trong phòng vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng của bùi vân thư mạnh tịch nhan tỉnh lại ánh mắt lướt qua thi thể của hộ vệ nằm trong vũng máu không nhịn được mà mắt giật giật trong lòng càng thêm sợ hãi lư hán là hộ vệ mà văn quận vương tin cậy nhất hắn nói giết là giết không chút do dự nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ bùi vân ảnh tuyệt đối sẽ không tha cho nàng mạnh tịch nhan sợ hãi nhìn lên cấm vệ đã vây quanh cửa trước màn trướng nhẹ nhàng như mây người thanh niên đứng đó bộ y phục thiêu hoa màu đỏ tươi của hắn nổi bật trong vũng máu ánh sáng lạnh lẽo của thanh đao bên hông phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra một tầng sát khí lạnh lẽo không còn vẻ thân thiện như thường ngày hắn nhìn mạnh tịch nhan bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một kẻ chết mạnh tịch nhan bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi lùi lại một bước suýt bị vấp ngã bởi vạt váy gần như van xin bùi điện soái những người này cấu kết mưu hại vương phi bùi vân ảnh cười ngắn một tiếng hắn cười lên càng làm cho gương mặt tuấn tú thêm phần đẹp đẽ trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy vẻ chế giễu mạnh tịch nhan bị nụ cười của hắn làm cho hoảng loạn nghe thấy hắn cười lạnh họ là người của ta ý ngươi là Bản thế tử muốn mưu hại vương phi ngay giữa ban ngày sao? Nàng ngây người một lúc, lập tức hiểu ra. Không có gì lạ, không có gì lạ tại sao những người này trung thành với Bùi Vân Thư, tại sao nàng không thể mua chuộc được hai thị nữ này, bởi vì họ chính là người của Bùi Vân Ảnh. Nhưng những người mới đến phủ vương đều qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của vương gia, để tránh những kẻ có ý đồ xấu xâm nhập. Hắn sao dám lại có thể quang minh chính đại đưa người vào phủ. Hắn không sợ gây nghi ngờ cho hoàng thượng sao? Mạnh tịch nhan kinh ngạc không nói nên lời. Bùi vân ảnh dường như chán ghét việc nói chuyện với nàng, lạnh lùng ra lệnh, lôi ra ngoài. Vương phủ hộ vệ không thể so với cấm vệ hùng mạnh, chẳng mấy chốc, toàn bộ hộ vệ cùng gia đình bà từ trong và ngoài phòng đều bị bắt gọn. Mạnh tịch nhan bị cấm vệ đè ra ngoài, cố gắng vùng vẫy, buông ta ra. Từ khi bước chân vào vương phủ, nàng luôn được văn quận vương sủng ái, dù là chắc phi, nhưng địa vị còn cao hơn vương phi bùi vân thư. Giờ đây trước mặt toàn bộ hạ nhân trong phủ, bị bùi vân ảnh đè xuống như một tù nhân, thật là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, sau này làm sao nàng có thể ra lệnh cho mọi người, hạ nhân trong phủ sẽ nhìn nàng như thế nào? Mạnh tịch nhan đột nhiên quay đầu, nhìn người trước màn trướng, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, người điên rồi ta là chắc phi của vương phủ, ngươi dám đối xử với ta như vậy, vương gia trở về sẽ không tha cho ngươi. Bùi vân ảnh hành động mông cuồng trong phủ người khác, thực sự nghĩ rằng luật pháp kinh thành không làm gì được hắn sao? Thật là đáng ghét, không tha cho ta. Hắn ngạc nhiên, như nghe thấy điều gì buồn cười, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhưng trong đôi mắt đen nhánh dường như chứa đầy tuyết lạnh rừng sâu, một mảnh băng giá. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi nên cầu nguyện chị ta bình an vô sự nếu không những kẻ ra tay hôm nay không ai thoát được cấm vệ luyện tập nhiều năm hành động nhanh chóng trong chốc lát những kẻ cản đường đã bị dọn sạch tiếp theo tất cả phụ thuộc vào bùi vân thư lục đồng không ngừng đầu những người khác ra ngoài để ngân tranh ở lại giúp ta phương tư và kỳ ảnh vô thức nhìn về phía bùi vân ảnh bùi vân ảnh gật đầu nhẹ hai người lập tức rút lui trong phòng chỉ còn lại bùi vân ảnh lục đồng nói người cũng ra ngoài tấm màn trướng mềm mại nhẹ nhàng che trên giường như khói mờ làm mờ bóng dáng màu đỏ phía sau hắn bước đi tiến về phía cửa đi được hai bước đột nhiên dừng lại gió thổi màn trướng bóng dáng người sau màn lúc ẩn lúc hiện giọng nói của thanh niên không còn nụ cười cợt nhà như trước mang theo sự phức tạp và kiềm chế khác xa với ngày thường Lục đại phu, hắn hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi không? Lục Đồng khựng lại. Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của nữ nhân, bóng dáng màu đỏ phía sau màn trướng, như một đóa mẫu đơn đỏ tươi, tươi thắm dịu dàng, đáng tiếc mùa xuân đã qua. Im lặng một lúc, Lục Đồng cúi đầu, bình tĩnh nói. Khi chữa bệnh cứu người, ta chỉ là một đại phu. Bùi Vân Ảnh đợi rất lâu trong sân. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, dịu dàng soi sáng toàn bộ sân. Hoa quế thơm ngát, đêm mát lạnh, trăng rằm tháng 8 ở kinh thành luôn sáng hơn bình thường. Thanh niên đứng trong sân, im lặng như một tảng đá, ánh trăng bạc lấp lánh qua những bông hoa quế, lại chiếu lên những hoa văn tròn màu vàng nhạt trên áo thêu của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt, để lại một tia sáng mờ ảo. Hắn luôn nhìn về phía cửa sổ hoa ánh đèn vàng mờ mờ từ cửa sổ chiếu ra càng làm đêm lạnh thêm phần cô quạnh hắn im lặng nhìn như muốn đứng đây mãi mãi vệ sĩ bên cạnh khuyên nhủ chủ nhân hay là đi nghỉ trước đi bùi vân ảnh khẽ lắc đầu tay nắm đao càng ngày càng chặt từ cửa sổ hoa truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng thỉnh thoảng có thị nữ bưng chậu bạc ra ngoài mỗi chậu nước máu đỏ như mắt khiến người nhìn cũng phải kinh hãi hắn cúi đầu hàng mi dài che giấu cảm xúc trong mắt. Khi mẹ hạt chết, cũng chảy rất nhiều máu. Lúc 14 tuổi, hắn không hiểu, hoảng sợ và vụng về cố gắng dùng tay bịt vết thương trên cổ bà. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, như không bao giờ hết, ngay lập tức thấm ướt bàn tay hắn. Người phụ nữ luôn mỉm cười ôm chặt lấy hắn, những giọt máu nóng hổi từ người bà không ngừng chảy ra, trở nên dính dấp và lạnh lẽo. Ánh mắt bà nhìn hắn, trong đôi mắt luôn tràn đầy nụ cười, chỉ còn lại sự đau đớn và quyến luyến cùng với sự sống từng chút một bị tước đoạt. Bà thở gấp, vội vã nói: "Vân Nhi, Vân Nhi, bảo vệ tốt chị con, mau chạy đi, mau chạy đi." Đó là câu nói cuối cùng mà mẹ để lại cho hắn. Bùi Vân Ảnh nhắm mắt. Hắn đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ tốt Bùi Vân Thư, nhưng khi còn trẻ hắn thậm chí không thể quyết định hôn sự của chị gái khi biết chiêu ninh công bùi đế định đưa bùi vân thư vào cung hắn cố gắng ngăn cản cũng không được lúc đó hắn hiểu ra hắn cần quyền lực hắn không muốn bị bùi gia kiểm soát hắn phải tự quyết định số phận của hai chị em ở lại bùi gia làm thế tử chiêu ninh công là không được vì vậy hắn rời khỏi phủ rời khỏi kinh nương nhờ người khác không từ thủ đoạn tiến lên hắn đạt được điều kiện để có thể giao dịch với bùi đế nhưng khi trở về kinh thành lại phát hiện bùi vân thư đã xuất giá bùi vân thư không vào cung vào văn quận vương phủ gả cho mục thăng tên phế vật đó hắn đã đến muộn một bước hắn luôn đến muộn một bước cũng như hôm nay khi biết tin bùi vân thư gặp nạn tại minh lâm viên cảm giác lúc đó giống hệt như nhiều năm trước căm hận bản thân mình vô dụng trong khoảnh khắc cơn giận dữ trào dâng mãnh liệt khiến hắn muốn ngay lập tức tàn sát toàn bộ văn quận vương phủ. nhưng cuối cùng hắn chỉ kiềm chế đứng dậy trình bày sự việc với hoàng thượng, rồi dẫn cấm vệ về nhanh chóng. hắn không còn là thiếu gia nhà bùi gia, người luôn bất chấp tất cả, không biết gì ngày trước những lần bùi vân thư bị hãm hại trong vương phủ, hắn sẽ tính từng món nợ một. dù là mạnh tịch nhan, mục thăng hay bất kỳ ai khác. ua tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm. giọng nói vui mừng của ngân tranh từ trong phòng vang lên. công chúa, vương phi đã sinh một tiểu công chúa. chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi. phương tư và kỳ ảnh đang đứng chờ ngoài cửa lập tức vui mừng, vội vã chạy vào trong. bùi vân ảnh đứng sững tại chỗ, dường như không dám tin vào tay mình. một lát sau mới như tỉnh lại, vội vàng bước đến cửa, nhưng bị ngân tranh dùng tay chặn lại ngân tranh do dự nói đại nhân cô nương mới đỡ đẻ tiểu công chúa nhưng tiểu công chúa sinh ra có độc cô nương còn phải giải độc cho bé có lẽ phải chờ thêm chút thời gian ngài hiện tại không thể vào bùi vân ảnh biến sắc phải sinh con bình an chỉ là bước đầu chị gái hắn trong vương phủ bị hạ độc mà không ai hay biết đứa con trong bụng bị chất độc ăn mòn hàng ngày lục đồng chỉ mới kịp đưa đứa bé ra khỏi bụng trước khi chất độc hoàn toàn phát tác nhưng đó chỉ là bước đầu đứa bé vừa chào đời này tương lai vẫn mù mịt như đêm tối không rõ ràng người trước mặt sắc mặt trầm lặng xung quanh như tỏa ra sự lạnh lẽo ngân tranh không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng nghe thấy bùi vân ảnh lạnh lùng hỏi vương phi thế nào áp lực vừa qua tan biến ngân tranh thở phào nhẹ nhõm vương phi không sao chỉ là hơi yếu đại nhân có thể yên tâm hắn không nói gì thêm Ngân Tranh liền vội vàng trở lại phòng, vị đại nhân này không cười khiến người khác cảm thấy rất áp lực. Hắn không rời đi, vẫn đợi ở cửa, lặng lẽ nghe tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ từ trong phòng. Âm thanh đó rất yếu ớt, như tiếng meo meo của mèo con mới sinh, nhưng lại có một sức sống kỳ lạ, trong đêm đặc biệt gây xúc động. Thị vệ xích tiễn đi đến bên cạnh bùi vân ảnh, chân thành chúc mừng hắn, nhưng trong niềm vui sướng, lại có chút không chắc chắn nhắc nhở khẽ chủ nhân vị lục đại phu đó đáng tin không đoạn tiểu yến bị lục đồng giữ lại đêm đó xích tiễn cũng có mặt hắn tận mắt thấy nữ đại phu trông có vẻ yếu ớt dễ thương đó làm thế nào đối đầu với bùi vân ảnh lời nói châm chọc ánh mắt khiêu khích và mưu mẹo không do dự đổ tội cho đoạn tiểu yến không có gì khiến người ta tin rằng nàng không có âm mưu và bây giờ sinh mệnh của bùi vân thư và con gái nàng đều nằm trong tay nàng ta chỉ trong một khoảnh khắc. Bùi Vân Anh cúi đầu không nói. Một lát sau, hắn nhạt giọng, ta không còn lựa chọn nào khác. Khi biết Bùi Vân thư có thai, hắn đã sắp xếp phương tư vào viện của Bùi Vân thư, sau đó đưa Kỷ Ảnh đến. Những người hầu trong viện của Bùi Vân thư được kiểm tra kỹ lưỡng, đồ ăn thức uống hàng ngày cũng được kiểm tra cẩn thận không lơ là. Thỉnh thoảng đổi y quan đến khám bệnh, nhưng dù vậy Bùi Vân Thư vẫn bị hạ độc ngay dưới mắt hắn. Những y quan trong cung tự hào với y thuật của mình, nhưng lại không phát hiện Bùi Vân Thư bị trúng độc, không thể phát hiện, mong họ có thể giải độc, thật là quá buồn cười. Hắn không muốn tin tưởng lục đồng, nữ đại phu này đầy dối trá, không có câu nào thật, giết người, vu oan, hãm hại, nhưng hắn phải đưa người mình quý trọng đến trước mặt nàng. Bởi vì hiện tại, chỉ có lục đồng mới cứu được nàng hắn không thích cầu thần bái Phật, càng khinh thường việc cầu xin thần linh trong lúc đen tối nhất của số phận. Nhưng lúc này, hắn cầu nguyện với trời đất, nguyện dùng tuổi thọ của mình, đổi lấy sự an bình cho bùi vân thư và con gái của nàng. Mản trướng như khói xương, nhẹ nhàng che khuất bóng dáng mảnh mai bên giường, giọng nói của nàng lạnh lùng không có một chút dao động, như đá trên đỉnh núi, hoa trong thung lũng, mặc cho gió mưa lớn đến đâu, lâu dài lắng động trong lòng người lúc chữa bệnh cứu người ta chỉ là một đại phu chỉ là một đại phu bùi vân ảnh ánh mắt thoáng động hắn có thể đe dọa mạnh tịch nhan đe dọa mục thăng nhưng không thể đe dọa một kẻ điên sẵn sàng cùng người khác tự sát nàng không chịu sự đe dọa chỉ có thể tin tưởng thế gian này người hắn tin tưởng rất ít hy vọng nàng xứng đáng với niềm tin đó trong sân có người đến là thị vệ thanh phong Thanh Phong đứng trước mặt Bùi Vân Ảnh, khẽ nói, chủ nhân, văn quận vương trở về biết ngài bắt giam hộ vệ và mạnh chắc phi, rất tức giận, đang đối đầu với cấm vệ tại cửa viện, kêu gào muốn ngài thả người. Bùi Vân Ảnh cười khẩy một tiếng, nụ cười đầy vẻ khinh bì. Tại Minh Lâm Viên, khi hắn nhận được tin tức, Mục Thăng đã uống say, hắn thỉnh cầu Hoàng thượng nhưng cố ý bỏ quên Mục Thăng hoàng thượng luôn thích thú với những xung đột gia đình của thần tử không ngăn cản những cấm vệ của hắn đã bao vây viện của bùi vân thư không cho bất kỳ ai trong vương phủ tiếp cận quả thật có chút chiếm đoạt nhưng một tên phế vật cũng dám hô hào trước mặt hắn người thanh niên bước lên vài bước vẻ dịu dàng và tĩnh lặng trước cửa sổ bỗng chốc biến mất ánh mắt lạnh lùng và băng giá như người khác giọng nói của hắn cũng vô tình nhạt giọng nói bảo hắn tránh xa, nếu không. Ta sẽ trước mặt hắn, lột ra ái thiếp của hắn. mươi 93, Bẻ Cành Đan Quế Đêm dần khuya, đầu đường Thanh Hà, phía nam thành phố, ngựa xe tấp nập, phố phường đèn đuốc rực rỡ, âm nhạc từ lầu son gác tía vang vọng suốt đêm, đêm rằm tháng 15, nhà nhà đều mở tiệc đêm, trăng trên cầu lạc nguyệt sáng soi, một vầng trên trời, một vầng dưới nước, chiếu sáng thành phố thịnh kinh, cảnh sắc huy hoàng rực rỡ giữa tiếng hát rượu tràn ngập khắp thành phố một góc viện tại phủ văn quận vương lại đặc biệt lạnh lẽo yên tĩnh trong phòng đèn bạc lập lòe ánh sáng mờ ảo giường được thay chăn đệm sạch sẽ màn sa mỏng bị lưỡi dao cắt đứt đã được thay bằng màn xanh mới màn che nhẹ nhàng bao phủ lấy người và không khí bên trong bùi vân thư sau khi sinh yếu ớt vô cùng đã mệt đến mức ngủ thiếp đi đứa bé mới sinh đã được nhụ mẫu cho bú một chút sữa, khuôn mặt nhăn nheo như chú khỉ con, co giúp trong tã lót, nép chặt vào mề. Chất độc tiểu nhi sầu trong người nàng vẫn chưa hoàn toàn giải được, nhưng vì đã kịp thời sinh con trước khi độc tính lan rộng, đã cứu được một chút sinh cơ cho cô bé này. Ngự nương nói tiểu nhi sầu là vô giải, nhưng đó là khi chất độc đã thâm nhập sâu, may mà chưa quá muộn. Nhưng hiện tại cô bé quá nhỏ, không thể dùng thuốc mạnh, chỉ có thể chăm sóc cẩn thận, từ từ loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Bùi Vân Thư và con gái tạm thời không còn nguy hiểm, người hầu trong phủ vội vã dọn dẹp phòng ốc, lục đồng ngồi ở góc bàn, cầm bút suy nghĩ về phương pháp giải độc. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tỷ nữ khẽ hỏi lục đồng về những điều cấm kỵ khi sắc thuốc, ngân tranh đã quay lại y quán, người của Bùi Vân Ảnh đưa nàng về. Sự việc hôm nay xảy ra đột ngột, không ai báo cho đỗ trường khanh biết đã xảy ra chuyện gì nếu hắn không kịp hiểu ra tiếc rẻ bữa tiệc cao cấp đã đặt tại nhân hòa điếm cùng với a thành cứ đợi mãi trong tiệm cho đến đêm khuya thì không tốt lắm ánh đèn vàng ấm áp lục đồng cầm bút viết vài chữ lên giấy rồi cau mày gạch đi những nét chữ nguệch ngoạc ban đầu bị gạch xóa dần dần nhòe đi như những vì sao lấp lánh trong bóng đêm ngoài cửa sổ đêm nay là đêm trung thu nàng chợt nhớ ra những dòng chữ trước mắt trở nên mờ mịt như thể bỗng dưng sống lại phát ra những tiếng cười đùa những âm thanh đó xoay quanh tai nàng thì thầm từ từ phát họa ra con đường nhỏ đen kịt ở huyện Thường Võ những viên đá vụn trước cổng con đường nhỏ đã được dọn sạch lát lại bằng đá phiến khe hở phủ đầy rêu xanh ánh đèn mờ ảo từ khung cửa gỗ cuối con đường chiếu ra soi lên người nàng in bóng dài trên nền đá xanh bóng dáng xưa cũ nàng đứng trước cửa nhà từ bên trong thấp thoáng nghe thấy tiếng cười nói của gia đình lục đồng do dự một lúc đẩy cửa bước vào mẹ nàng đang chuẩn bị hương lễ cúng trăng trước cổng trong sân vang lên tiếng trò chuyện của lục nhu và lục khiêm nàng đi dọc theo hành lang nhìn thấy trên bàn đá trong sân trải tấm vải thô trên vải bầy đầy kẹo và chỉ len mua từ chợ đêm lục nhu đang bưng đĩa hoa quả tươi lên bàn đá Lục khiêm thì đặt đĩa gôm sứ đựng các loại bánh nguyệt đoàn lên. Nhân hạt thông, nhân táo đỏ, nhân dầu thơm, nhân đậu xanh, lục khiêm ngửa mặt thở dài, cái gì cũng ngọt, mẹ không cần làm bánh theo khẩu vị của em gái con nữa. Lục nhu mỉm cười, con có thể chỉ ăn vỏ, nhân để lại cho đồng đồng. Vẫn còn cho ăn nhân bánh à, thiếu niên lắc đầu, ăn thêm chút đường nữa, chiếc váy mới may sẽ không mặc vừa đâu. Cha bước ra từ phòng, tay áo sắn lên, vuốt dâu nói, đêm nay rằm, ta từ thư viện mang về bức tranh trăng thu, vừa lúc kiểm tra các con, mỗi người làm một bài thơ, sau khi cúng trăng xong thì viết, ai không viết được sẽ bị phạt. Vừa dứt lời, bên cạnh liền có tiếng phản đối, cha, sao rằm lại phải làm thơ? Con không làm, con muốn đi xem đèn sông ở miếu. Giọng nói trong trẻo kiêu ngạo, còn mang theo chút trẻ con, nhưng khiến lục đồng giật mình. Từ trong nhà chạy ra một bé gái khoảng 5-6 tuổi, mặc áo mỏng màu vàng xanh, dưới là váy đơn giản, bên cạnh đôi tóc tròm cài mỗi bên một con bướm giấy đen, nàng như con bướm tươi vui, chạy vội vào sân, khuôn mặt tròn trịa như viên bánh trôi, vì tức giận mà hồng hào, làm cho hai con bướm bên tóc rung rinh. Lục tam, cha tức giận mặt đỏ lên, con gái suốt ngày chạy lung tung, còn ra thể thống gì? Hôm nay rằm, con không quan tâm. Cô bé bĩu môi, chạy nhanh ra sau lưng mẹ, con muốn đi xem đèn sông ở miếu. Không được. Cô bé dậm chân, con cứ muốn. Lục đồng chăm chú nhìn cô bé trốn sau lưng mẹ, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn ấy sống động và tinh nghịch, khiến nàng cảm thấy như gặp một người lạ. Đó là nàng ngày xưa, nhưng lại xa lạ như một người khác. Lục đồng năm sáu tuổi chạy vụt qua nàng, như một cơn gió không thể nắm bắt, nàng vô thức nhìn theo bóng dáng cô bé, thấy nàng đứng sau lưng mình, nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, "Ngươi là ai?" "Ta là ai?" nàng lẩm bẩm lặp lại. Ánh trăng dần bị mây đen che khuất, không còn sáng tỏ, nàng nhìn thấy gia đình mình đứng chung một chỗ, ánh mắt phức tạp đầy nghi ngờ, như nhìn một người lạ nguy hiểm đột một xâm nhập. Lục Nhu ôm chặt lấy Lục Đồng nhỏ, Lục Khiêm nhìn nàng, kinh ngạc hô lên, "Móng lục đồng cúi đầu tay nàng không biết từ lúc nào đã dính đầy máu những giọt máu tanh nồng nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay nàng không bao giờ hết hình thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất nàng mơ màng nhìn trước mắt đúng rồi nàng đã giết người tay nàng dính máu nàng không còn là tam tiểu thư của nhà họ lục được bảo vệ và cưng chiều không còn là viên mọc quý trong lòng gia đình từ khoảnh khắc nàng giết người nàng đã không thể quay về nữa có ai đó gọi tên nàng, giọng nói dịu dàng và đầy yêu thương. Tiểu thất, nàng giật mình quay lại, thấy ngự nương đứng sau lưng, áo khoác hồng đào của bà rực rỡ với hoa văn cắt giấy, tay bà cầm một bát thuốc màu nâu, mỉm cười vẫy tay với nàng. Qua đây, gió lạnh thổi vào qua khe cửa, ngọn đèn trên bàn lung lay. Lục đồng dùng mình, tỉnh dậy từ trong mơ. Không có sân nhà họ lục ở huyện Thường Võ, không có lễ cúng trăng đêm rằm, không có cha mẹ và anh chị, cũng không có ngự nương. Xa xa là dẹp xanh buông xuống, căn phòng ấm áp và náo nhiệt, đây không phải là huyện Thường Võ, mà là phòng ngủ của văn quận Vương Phi Bùi Vân Thư. Chỉ là mơ, ánh nến vàng mờ ảo như lớp vải mỏng phủ lên người nàng, nàng ngồi ngây ra, nghe thấy có người gọi nàng, lục đại phu. Lục đồng mơ màng ngẩng lên, trước bàn, bùi vân ảnh thấy biểu cảm của nàng khẽ giật mình đêm đã khuya bùi vân thư mẹ con tạm thời thoát khỏi nguy hiểm người hầu trong sân đang bận rộn bùi vân ảnh định tìm lục đồng hỏi tình hình của bùi vân thư vừa vào nhà đã thấy lục đồng ngồi ở góc bàn cúi đầu ngủ gật nàng đến phủ văn quận vương từ sớm nghe nói vốn chỉ đến đưa thuốc cho mạnh tịch nhan nhưng lại vô tình ở lại bận rộn suốt một ngày chắc hẳn rất mệt mỏi mới ngồi mà ngủ gật hắn vòng qua bàn, định lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho lục đồng, chợt thấy nàng cau mày, như cảm nhận có người đến gần, lục đồng mở mắt ra. Có lẽ vì vừa tỉnh mộng còn chưa tỉnh táo, ánh mắt nàng không có vẻ lạnh lùng và cảnh giác thương ngày, trông mơ hồ và bối rối, như một chiếc bình xứ đầy vết nứt, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bùi vân ảnh ánh mắt thoáng động Hắn mở miệng, không sao chứ. Nghe vậy, sự mơ hồ trong mắt lục đồng nhanh chóng biến mất biểu cảm trở nên rõ ràng nàng nhìn hắn lắc đầu chị đã ngủ bùi vân ảnh liếc nhìn giường hạ giọng nói với lục đồng ra ngoài ăn chốt gì nhé nghe nhắc nhở lục đồng mới cảm thấy bụng trống rỗng cả ngày chưa ăn gì liền thu dọn dây bút trên bàn theo bùi vân ảnh bước ra khỏi cửa đã là cuối giờ hợi trăng tỏa sáng trong sân dưới gốc cây quế trong sân nhỏ trên bàn đá bầy đầy hoa quả. Vườn của phủ văn quận vương luôn tràn ngập hoa, kim quế, ngân quế, đan quế. Gió thổi qua, những cánh hoa rụng rơi, hương thơm ngát cả sân. Giữa hương thơm của cảnh quế, lục đồng ngồi xuống. Bùi vân ảnh ngồi đối diện nàng, trên bàn có khay trà sơn đỏ khắc hoa hải đường, bên trong đặt sáu chiếc bánh nguyệt đoàn nhỏ xinh. Một bình đường quế hoa, một đĩa bánh bột hạt rẻ quế hoa, còn có vài bát bánh trôi, đặt trong những chiếc bát nhỏ có hoa văn hình sen. Hắn rót trà vào chén sứ, nói, muộn quá rồi, trà điểm sơ sài, lục đại phu tạm dùng. Lục đồng nói cảm ơn, lấy một bát bánh trôi đặt trước mặt, dùng thìa bạc múc vào miệng. Bánh trôi được nấu mềm dẻo, bên trong có hoa quế và quả ốc chó, vừa thơm vừa ngọt, ăn vào bụng, cơ thể cũng ấm lên. Thấy lục đồng ăn ngon lành, hắn cười cười đẩy chén trà xứ trước mặt nàng lục đồng liếc nhìn chén trà bùi vân ảnh nói không phải rượu chỉ là trà quế hoa thôi lục đồng chưa từng uống nghe vậy nếm thử một ngụm vào miệng là vị ngọt nhẹ và hương trà trăng sáng gió mát ánh đèn vàng mờ ảo trong sân không có ai khác chỉ có tiếng đàn xa xa vọng lại từ phố phường âm thanh trôi qua những lầu xanh đèn sáng trôi qua những con đường hương thơm trôi qua những mõ hẻm yên tĩnh trôi qua những bức tường đỏ của các ngôi nhà sâu dần dần trôi vào trong bóng tối dưới ánh trăng của cây quế lục đồng lắng nghe một lúc chỉ thấy âm thanh đàn đứt quãng buồn bã trong đêm hội ngộ đoàn viên lại dậy lên cảm giác chia ly trăng sáng không tròn nàng khẽ cau mày ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bùi vân ảnh đầy suy tư thấy nàng nhìn lại hắn cười đây là đoạn bẻ cành đan quế trong du ngoạn quảng hàn lục đồng im lặng nhà nàng có nhiều sách nhưng không có đàn một cây đàn tốt rất đắt lục nhu thích đàn cha mẹ đã dành dụng tiền mua cho nàng một cây đàn cũ lục nhu đàn rất hay lại xinh đẹp luôn có những chàng trai thầm mến nửa đêm tụ tập ngoài cùng nhà họ lục nghe nàng đàn khiến cậu bán hạt dưa bên cạnh nhiều lần bị dọa khi thu dọn hàng đêm cuối cùng cây đàn cũng phải bán đi hàng xóm quá phàn nàn lục đại phu là người tô nam câu hỏi làm gián đoạn dòng hồi tường của nàng bùi vân ảnh cười nhìn nàng trước đây lục đại phu đón trung thu thế nào nàng thu hồi suy nghĩ lạnh nhạt đáp trước đây không đón trung thu đây không phải nói dối ít nhất những năm ở lạc mai phong trăng ngày rằm tháng 8 cũng không khác gì trăng ngày thường nghe nàng trả lời lấp lửng bùi vân ảnh thở dài nhìn nàng với ánh mắt nửa thật nửa trêu đùa lục đại phu không cần phải cảnh giác với ta như vậy ít nhất đêm nay chúng ta không phải kẻ thù nàng vừa cứu chị hắn và cháu gái hắn trong thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không trở mặt với nàng lục đồng bình tĩnh ngẩng lên nhìn thẳng vào người trước mặt gió đêm yên tĩnh ánh trăng trong vườn phủ lên bộ đồ của thiếu niên một lớp xương bạc khiến gương mặt anh tuấn của hắn càng thêm đẹp đẽ hắn giọng nói trong trẻo nụ cười tươi tắn vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, rất đúng mực, đối xử với mọi người cũng lịch sự thân thiện, dù khi nghi ngờ nàng giết người, đối đáp gay gắt, vẫn giữ nụ cười, như thể vô tư. Nhưng lục đồng lại nhớ đến không lâu trước, nhìn qua khe hở màn sa mỏng trên giường bùi vân thư, thanh kiếm bạc rút ra khỏi vò. Đó là lần đầu tiên nàng thấy bùi vân ảnh lạnh lùng như vậy. Trước giờ hắn luôn cao cao tại thượng, tự tin như một câu đố khó giải trước mặt mọi người khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu nhưng trong khoảnh khắc đó nàng đã nhìn thấy điểm yếu sâu kín của câu đố này hay chính là nhược điểm của hắn bùi vân thư chính là nhược điểm của hắn nhược điểm của hắn là gia đình thấy nàng im lặng bùi vân ảnh nhìn nàng một cái sao không nói gì lục đồng lạnh nhạt nói bùi đại nhân muốn nói gì bùi vân ảnh nghĩ một lúc đặt chén trả xuống nhìn nàng dưới bóng cây quế ánh đèn trên bàn mờ ảo hắn nhìn nàng đôi mắt đen ánh lên ánh trăng sáng không còn sự thăm dò và kiêu ngạo hiện lên chút gì đó nhẹ nhàng thường không thấy hắn nói cảm ơn giọng nói trịnh trọng lục đồng khẽ giật mình dù không giao tiếp nhiều với bùi vân ảnh nhưng nàng tự nhận cũng hiểu phần nào về hắn những công tử nhà quyền quý như hắn sự thân thiện chỉ là một lớp mặt nạ của giáo dưỡng, cái gọi là lịch sự là sự xa cách, cái gọi là lễ độ là sự kiêu ngạo. Nhưng lúc này, lời cảm ơn của hắn có vẻ chân thành, có lẽ vì Bùi Vân Thư và con gái thực sự quan trọng với hắn. Người có nhược điểm, luôn dễ đối phó. Nàng nghĩ thầm, nghe Bùi Vân ảnh nói, cảm ơn nàng đã cứu chị và cháu gái ta hôm nay. Nói thật, hắn cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, cười khẽ ta đã nghĩ nàng sẽ không cứu lục đồng cười thầm trong mắt hắn nàng là kẻ giết người gài bẫy vu oan giá hỏa đầy toan tính và thủ đoạn độc ác bảo hắn tin rằng nàng là người cứu chữa thực sự là quá khó khăn nàng khuấy bát bánh trôi trước mặt bằng thìa bạc đáp thực ra ban đầu ta cũng không định cứu bùi vân ảnh nhớ mày vậy tại sao lại thay đổi ý định lục đồng mỉm cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì, nếu không cứu thì không có cơ hội để bùi đại nhân nợ ta một ân tình. Nghe vậy, Bùi Vân Ảnh giật mình. Gió thổi qua, cánh hoa quế rơi rụng, đêm tối dày đặc, ánh trăng như vẽ lên người nàng, khiến nàng tựa như tiên nữ trong cung trăng, không màng thế tục. Nàng mỉm cười, người xưa nói, một ân tình khó trả. Bùi đại nhân, đừng quên ân tình này bùi vân ảnh khẽ cười lục đại phu không giống người thường nàng gật đầu không phải ta cứu ngươi mà là cứu ngươi để ngươi nợ ân tình hắn cười nhẹ nếu ta không trả thì sao nàng bình tĩnh ngươi sẽ trả hắn im lặng một lúc được ta sẽ nhớ lục đồng nhìn hắn một lúc bùi đại nhân ân tình này không dễ trả đâu hắn cười lớn lục đại phu nếu nàng có yêu cầu gì cứ nói nàng lắc đầu bây giờ chưa có nhưng sau này sẽ có hắn gật đầu ta hiểu nàng nói ngươi có thể bảo vệ bùi vân thư và con gái nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh họ ngươi cần tìm một người có thể tin tưởng hắn nghiêm mặt ta sẽ tìm người đáng tin cậy nàng im lặng một lúc ngươi có thể tìm ta hắn ngạc nhiên ngươi nàng gật đầu ta không muốn nợ ân tình của ai càng không muốn ai nợ ân tình của ta. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, "Được, ta sẽ nghĩ về điều đó." Nàng gật đầu, "Tốt." Hắn nói, "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không?" Nàng cười nhạt, "Ta là Lục Đồng, một người chữa bệnh." Hắn gật đầu, "Ta sẽ nhớ." Nàng đứng lên, "Ta phải đi." Hắn đứng dậy, "Ta sẽ tiễn ngươi." Nàng lắc đầu, "Không cần, ta tự đi được." hắn nhìn nàng rời đi, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Nàng là người đặc biệt, hắn nghĩ. Đêm nay, dưới ánh trăng, họ không còn là kẻ thù, mà là hai người hiểu rõ nhau hơn. Bầu trời thịnh kinh đêm nay trong sáng, ánh trăng chiếu rọi, ngọn gió mang theo hương quế, trong lòng hắn có một cảm giác nhẹ nhõm và yên bình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 94, thư sinh từ biệt. Mười ngày liên tiếp, Lục Đồng đều ở lại phủ văn quận Vương. Mặc dù độc tố trong cơ thể của bé gái sơ sinh chưa hoàn toàn bị loại bỏ, nhưng vì đã rời khỏi cơ thể mẹ, độc tố không tiếp tục lan rộng, sau này có thể dùng thuốc dần dần nuôi dưỡng, không phải không thể hồi phục hoàn toàn. Bùi Vân Thư cũng dần dần khỏe lại. Không biết Bùi Vân Ảnh đã làm gì, nhưng trong 10 ngày này, không ai có thể vào được sân của Bùi Vân Thư, kể cả Văn Quận Vương. Khi mẹ con nàng tạm thời không còn nguy hiểm, Lục Đồng trở về Tây Nhai. Đỗ Trường Khanh từ sau ngày Trung Thu không gặp lại Lục Đồng, mặc dù nghe ngân ảnh kể về tình hình ngày hôm đó, nhưng vẫn lo lắng, đến khi thấy Lục Đồng trở về an toàn, trái tim mới thực sự yên lòng. Lục Đồng thay một chiếc áo lụa trắng tinh sạch, rửa mặt chải đầu lại, vừa vén rèm lên, đã thấy khuôn mặt dài thượt của Đỗ Trường Khanh. Ông chủ đang đi lại trong cửa hàng vừa đi vừa mắng, ta biết ngay cái tên họ bùi đó xui xẻo, không ngờ lại xui xẻo đến thế. Người nói người đến đưa thuốc, lại gặp phải chuyện này. Người còn trẻ không hiểu, đừng nhìn họ có vẻ tử tế, thực ra bên trong đầy dẫy chuyện xấu. Ông ta lại cau mày thở dài, đừng đến lúc lợi ích không thấy đâu, lại rước thêm phiền toái. Lục đồng mắt lời ông ta, mấy ngày ta không ở y quán, có chuyện gì xảy ra không? Đỗ trường khanh ngẩn ra, đập tay vào chán đúng rồi suýt nữa quên ông ta chưa nói xong đột nhiên có người ở cửa y quán gọi lục đại phu lục đồng ngẩng lên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vải cũ đầu đội khăn xanh tay cầm vài con cá xanh đang đứng ở cửa mỉm cười ngượng ngùng hóa ra là mô hữu tài đỗ trưởng khanh ghé sát vào tay lục đồng thì thầm mô tú tài này chết đi sống lại đã đến tìm ngươi mấy lần rồi mấy lần trước ngươi không có ở đây, vừa rồi ta định nói với ngươi chuyện này, hắn đã đến thật đúng lúc. Ngô Tú Tài bước vào trong, có chút ngượng ngùng đưa tay nâng những con cá xanh lên, trước đây lễ trung thu, muốn tặng hai con cá cho Lục Đại Phu, nghe A Thành nói Lục Đại Phu đi khám bệnh, hôm nay mới về. Ngân ảnh vội nhận lấy cá, còn kéo Đỗ Trường Khanh và A Thành vào sân sau, chỉ nói với Lục Đồng, cô nương, trong sân thuốc phơi chưa được phân loại, chúng ta vào phân loại trước, cô nói chuyện xong với ngô đại ca rồi vào giúp. Đỗ trường khanh liếc nhìn lục đồng và ngô hiểu tài, cuối cùng không nói gì, theo ngân ảnh vào sân sau. rèm rủ xuống, trong phòng chỉ còn lại lục đồng và ngô hiểu tài. Lục đồng đứng trước quầy, quan sát người đối diện. Ngô hiểu tài vẫn giữ phong thái của một thư sinh khiêm tốn, quần áo rách dưới nhưng sạch sẽ, giống như lần đầu gặp vẫn nghèo túng nhưng vẫn cố lấy ra chút bạc vụn từ túi vái nhiều lần. Thư sinh nghèo nhưng không tự ti, vẫn giữ phẩm giá của mình. Ngô Hữu Tài cũng nhìn lục đồng. Hôm nay trời đẹp, ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng, nữ y trẻ ngâm mình trong ánh sáng vàng, ấm áp, thiếu đi vẻ lạnh lùng thường ngày, như một tia sáng trong bóng tối, từ bi dịu dàng như Bồ Tát. Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhìn hắn không chút hoảng hốt rõ ràng hắn lúc này nên là một người chết phải chăng lục đại phu đã biết trước ta sẽ chết đi sống lại một lúc sau ngô hữu tài nhẹ giọng hỏi nàng nhìn hắn bình tĩnh khác hẳn với sự kinh hãi của người khác như thể đã biết trước cảnh tượng này sẽ xảy ra lục đồng không trả lời câu hỏi của hắn chỉ hỏi người có cảm thấy khó chịu không ngô hữu tài lắc đầu mười ngày trước hắn tỉnh dậy trong quan tài đen, suýt nữa làm đám học trò đang giữ linh cho hắn trong linh đường sợ phát điên. Hồ viên ngoại thẳng thường mất xỉu, chiếc quan tài đen chuẩn bị cho hắn suýt nữa phải đổi người. Mọi người khóc thét, mời thầy bói mù hề đến trừ tà đuổi quỷ. Hề thầy bói nhìn hắn từ xa, tay cầm kiếm gỗ đào vẽ bùa, lẩm bẩm, rồi vuốt dâu thở dài, nói rằng nhà họ ngô là gia đình lương thiện, tích nhiều âm đức, thọ chưa tận nên Diêm Vương nới lòng một chút, sai quỷ nhỏ đưa hắn trở lại nhân gian. Đám học trò thơ xã do hình lão ra cầm đầu thật lòng mừng cho hắn, hề thầy bói nhận tiền, còn tặng thêm cho hắn vài lá bùa đuổi tà, ngô hữu tài đứng giữa đám người đánh trống khua chiêng, chỉ thấy mơ hồ và hoang đường. Rõ ràng hắn đã chết, hắn còn nhớ khoảnh khắc nuốt độc dược trong phòng thi, cơn đau dữ dội từ ngực lan tỏa khắp cơ thể như người chết đuối nắm không được chiếc phao cuối cùng chỉ còn cách chìm vào bóng tối nỗi sợ hãi bao trùm kéo hắn vào địa ngục sâu thẳm trong khoảnh khắc đó hắn sợ cái chết khao khát được sống hắn hối hận nhưng mũi tên đã rời cung sao quay đầu lại ký ức cuối cùng của hắn là sự vật lộn trong tuyệt vọng trên sàn phòng thi danh dự của người đọc sách tan biến như trần chuồng bị người ta nhìn thấy ai ngờ khi tỉnh dậy trước mắt là khăn trắng và giấy vàng, bên ngoài là tiếng kêu hoảng loạn của hồ viên ngoại, đám người trong thơ xã kêu la kinh hãi, một mảnh hỗn loạn, hắn đứng trong quan tài đen, mặc áo dài mới, ngơ ngác nhìn mặt trời vàng trên đầu, như một sự tái sinh. Hắn sống lại, ngô hữu tài nhìn lục đồng, nữ tử đứng trong y quán, cúi đầu sắp xếp sách thuốc, khi đó trời mưa gió, nàng xuất hiện trong linh đường của mẹ hắn, giọng điệu mời gọi lạnh lùng như một con ma mới cưới nhưng giờ đây dưới ánh nắng ấm áp y quán yên tĩnh sạch sẽ nàng đứng đó bình thản như một cảnh thanh bình ngô hữu tài nhẹ giọng lục đại phu tại sao lại đưa cho ta một viên thuốc giả chết có phải đoán trước ta sẽ dùng nó lên chính mình không khi đó nàng đưa thuốc độc cho ngô hữu tài ám chỉ hắn có thể đầu độc trù khảo nhưng cuối cùng ngô hữu tài lùi bước hắn không muốn giết người nên đã dùng thuốc lên chính mình, mang theo nỗi bi tráng mọc nát đá tan. Nhưng hắn không chết. Ngô Hữu Tài không tin vào lời nói của hề thầy bói, hắn chỉ có thể nghĩ đến Lục Đồng. Lục Đồng đã động tay vào thuốc. Nhưng tại sao nàng lại làm vậy? Phải chăng nàng đã đoán trước hắn sẽ tự tử? Điều đó thật khó tin, ngay cả hắn lúc đầu cũng không nghĩ đến việc tự tử. Lục Đồng lật sách thuốc bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Ta đã nói rồi, nếu là ta ta sẽ giết hắn nhưng ngươi không phải ta ngô hiễu tài giật mình lục đồng ngẩng lên nhìn hắn cười nhẹ nhưng ngươi không phải ta ngô hiễu tài không phải nàng thư sinh này trung hậu thật thà như hầu hết những người nghèo khó gặp bất công cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng hắn không như nàng mắt toan tính lòng dạ hiểm độc người đọc sách thánh hiền nghèo túng nhưng không chịu nhận thêm một xu của bà lão nghèo bán cá bảo hắn giết người lạ chẳng phải quá tàn nhẫn sao nàng không nghĩ rằng ngô hữu tài sẽ tự tử chỉ nghĩ rằng nếu ngô hữu tài thực sự giết người không kể quan phủ sẽ xử lý ra sao chỉ riêng nỗi ân hận vô tận và đau khổ về đạo đức đã đủ khiến người đàn ông trung hậu này không thể sống tiếp nàng lợi dụng hắn nhưng không muốn hại chết hắn lục đồng hỏi còn ngươi bây giờ còn muốn chết không? Sau này ngươi dự định làm gì? Ngô Hữu Tài trầm mặc một lúc. Có lẽ cảm xúc về cái chết quá sâu sắc, Ngô Hữu Tài sống lại, nằm trên giường nghĩ nhiều điều. Hắn nghĩ về kỳ vọng của cha mẹ khi còn nhỏ, nghĩ về những năm tháng đèn sách, thì rớt nhiều lần, nghĩ về hề thầy bói nói rằng công tử sau này nhất định làm quan, nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, hắn nhìn qua cửa sổ, thấy sân đầy cho hoa nhớ lại lời hình lão gia kể, đêm linh cựu đó, đám người trong thơ xã đặc biệt dành cho hắn một vợ ông tú tài 80 tuổi đỗ trạng nguyên. Đó là một vở hài kịch với cái kết viên mãn, rõ ràng đạt được nguyện vọng, nhưng hình lão gia nghe mà rơi nước mắt. Công danh, chỉ là một bóng vàng lơ lửng, nhìn thì sáng lạn, nhưng không biết đã đánh đổi bao nhiêu cuộc đời. Ngô Hữu Tài thu lại suy nghĩ, nhìn nữ tử trước mặt hắn nói ta không định thi nữa. Tại sao? Ngô Hữu Tài cười nhẹ, thực ra hôm nay ta đến là muốn từ biệt Lục Đại Phu. Lục Đồng giật mình, có một ông chủ tiệm vải ngoài thành, muốn thuê một gia sư dạy con gái 6 tuổi, nhờ Hồ Lão Tiên Sinh tìm người. Hồ Lão Tiên Sinh đã đưa thiếp mời của ta cho ông ta. Từ nay về sau, ta sẽ đến nhà ông ta dạy học. Mỗi năm khoảng 10 lượng bạc, đủ sống. Hắn nói về những điều này, ánh mắt thoải mái hơn nhiều, như thể một đêm đã hiểu ra nhiều điều, không còn ảm đạm như lần đầu gặp, trở nên phóng khoáng hơn. Lục Đồng trầm mặc một lúc, rồi nói, "Cũng tốt." Bộ lễ sau vụ việc này rung chuyển, Ngô Hữu Tài như một nhân vật nhỏ không quan trọng, nhưng cuối cùng lại là nguồn gốc của mọi chuyện. Mặc dù những người liên quan đã bị giam giữ, sẽ không có ai tìm cách trả thù hắn. Nhưng sau này khi thi cử lại ngô hữu tài khó tránh khỏi bị nhắc đến nơi này với hắn đã thành nơi đau lòng ngô hữu tài nhìn lục đồng còn lục đại phu thì sao lục đồng ngừng lại ngô hữu tài nhìn nàng thực ra đến lúc này mục đích của lục đồng lợi dụng hắn là gì đã không còn quan trọng dù sao đi nữa nàng đã giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng giờ đây vụ việc gian lận thi cử đã bị phơi bầy tất cả quan lại áp bức người đọc sách đã bị trừng phạt. Hắn sau khi sống lại, bị các pháp y của bộ hình kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện ra điều gì bất thường, ai nấy đều kinh ngạc. Vì vậy hắn đã dùng lý do Diêm Vương thả người mà hề thầy bói nói, không muốn gây thêm phiền toái cho lục đồng. Hắn cảm kích nàng, cảm kích nàng đã tàn nhẫn xé toang sự thật trong thời buổi mờ mịt này, cảm kích nàng đã tìm cho hắn một con đường sống. Càng cảm kích thuốc giả chết, cho hắn cảm nhận sự quyến luyến với sự sống trong giờ phút sinh tử còn có cơ hội quay đầu lại tái sinh có lẽ ngô tú hoài của tiệm cá tây nhai đã chết con người sống sót này mới là ngô hữu tài thật sự người mà hắn muốn trở thành trong tiệm lâu lắm không ai nói một lúc sau tiếng của ngô hữu tài vang lên dù lục đại phu muốn làm gì hữu tài chỉ mong lục đại phu mọi việc suôn sẻ tâm nguyện thành công lời nói chân thành thật lòng trên đời này mỗi người có một con đường riêng mỗi người có một nỗi khổ riêng không cần tìm hiểu không cần hỏi thăm hắn chỉ cần biết lục đồng đối với hắn là người đã chìa tay ra cứu hắn trong lúc tuyệt vọng là bồ tát cứu khổ cứu nạn thế là đủ cảm tạ công tử đã chúc phúc lục đồng ngẩng lên mỉm cười nhìn hắn cũng chúc công tử sau này không còn khổ nạn gặp hết người tốt trên đời đọc hết sách hay trên đời ngắm hết cảnh đẹp trên đời nàng nói câu này dù mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đựng một chút hoài niệm như đang nhìn bóng dáng ai đó qua hắn mang theo một chút buồn ngô hữu tài ngẩn ra rồi bật cười lớn hắn vốn dĩ điềm tĩnh hiếm khi cười lớn như vậy sau đó thu lại nụ cười kính cẩn cúi đầu chào lục đồng cảm ơn ngươi lục đại phu hắn từ biệt dáng đi không còn còng lưng khiêm nhường ngược lại có phần phóng khoáng góc áo dài phấp phới trong gió tu dưới ánh nắng vàng rực rỡ như một thiếu niên đầy phong lưu lục đồng dõi theo bóng lưng hắn đến khi ánh nắng qua khe lá không còn dao động đến khi mắt nàng cay xè tiếng của đỗ trường khanh từ phía sau vang lên giọng ông ta kỳ lạ sao lại luyến lưu như thế không biết còn tưởng đó là anh ruột của ngươi lục đồng tu lại suy nghĩ ông ta lại lải nhải người hôm nay nhìn thấy ngô tú tài chết đi sống lại không chút ngạc nhiên có phải đã biết trước không ừ nghe ở phủ văn quận vương đỗ trường khanh cười lạnh chỉ là nghe hắn chết đi sống lại chẳng phải ngươi đã động tay động chân lục đồng không để ý hắn đã nói rồi thọ chưa hết diêm vương không nhận người tốt ta không có khả năng đó diêm vương nhà nào lại minh bạch như thế so với quan chức phàm trần còn hiểu chuyện hơn Vậy thì mụ bà chuyên bắt cóc gái ở Tây Nhai, sống đến 98 tuổi, sao không kéo bà ta xuống? Ông ta hiếm khi khôn khéo một lần, không buông tha Lục Đồng, có bí mật gì giữa hai người mà ta, ông chủ của ngươi, không thể nghe? Ta muốn biết ngay bây giờ. Lục Đồng bực mình, ngân ảnh và A Thành từ sân sau bước ra, đặt cái rổ phơi thuốc xuống, kéo tay áo Đỗ Trường Khanh, "Ông chủ ông không nói là đợi cô nương về rồi sẽ đi ăn tiệc ở quán nhân hòa sao? Khi nào thì sắp xếp? Nghe vậy, Đỗ Trường Khanh giật mình, phải rồi, suýt nữa quên việc chính. Ngày giảm đó, ông ta đã đặt tiệc ở quán nhân hòa, nhưng lục đồng vào phủ văn quận vương 10 ngày, khiến ông ta phải hủy tiệc. Nhưng tiền đặt tiệc không được trả lại, Đỗ Trường Quầy đã nài nỉ ông chủ mãi. Cuối cùng ông chủ cũng đồng ý đợi ông ta rảnh rỗi rồi đến, sẽ dọn toàn bộ tiệc. Giờ Lục Đồng về rồi, bữa tiệc khó khăn lắm mới có này cuối cùng cũng có thể ăn. Ông ta nói, người đã đủ, mau chọn thời gian đi ăn. Ngày mai thế nào? Lục Đồng vén rèm, đợi thêm vài ngày nữa. Còn đợi, Đỗ Trường Khanh khó chịu, bực bội nói, đi hay không thì tùy. Lục Đồng không để ý đến lời than vãn của ông ta, tự trở về sân nhỏ. Sân vẫn sạch sẽ như trước khi đi, ngân ảnh thích sạch sẽ. Ngày nào cũng quét dọn, Lục Đồng vào phòng, đi đến bàn thờ Phật nhỏ, lấy ra vài nén nhang đốt lên. Trong làn khói mờ ảo, tượng Bồ Tát cúi mắt, mặt từ bi. Nàng nhẹ giọng nói, không biết nói với chính mình hay nói với người khác. Sắp rồi, đợi thêm vài ngày nữa, gặp hết người tốt trên đời, đọc hết sách hay trên đời, ngắm hết cảnh đẹp trên đời. Chương 95, chủ tớ. Mặt trăng ngày rằm luôn mọt ngào. Trong phòng giam tối tăm, phạm nhân bần thiểu co do trong góc, cắn một nửa miếng bánh trung thu đã mốc. Phạm chính liêm đã bị nhốt trong ngục gần một tháng. Trong một tháng này, từ một đại lão gia thanh liêm, ông ta đã trở thành kẻ phạm nhân bị mọi người khinh ghét. Mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, sống chung với chuột bỏ trong ngục, ngay cả nửa miếng bánh trung thu mốc cũng là một điều xa xỉ. Ông ta hàng ngày nghe những lời trò chuyện của cai ngục biết được từ khi vụ án gian lận thi cử bị phát hiện, lễ bộ đã rung chuyển, hoàng đế nổi giận như sấm, cả triều đình trong ngoài đã điều tra và làm rõ một loạt quan lại bán chức tước. Đến lúc này, ông ta, một quan thẩm phán của viện thẩm hình, phần lớn cũng không có kết quả tốt. Có lẽ vì trước đây danh tiếng thanh liêm của ông ta quá cao, đến khi chuyện vỡ lở, càng khiến người ta khó lòng tha thứ. Cả nhà Phạm gia cùng với những phụ nữ trong gia đình đều bị liên lụy những quyền quý trước đây từng tâng bốc bây giờ đều lo giữ mình. Ông ta ở trong mục đã nhiều ngày, ban đầu còn nghĩ sẽ có người đến giúp đỡ. Nhưng đến khi toàn bộ vàng ngọc có thể đưa cho cai ngục đã bị tịch thu hết, vẫn không thấy ai đến thăm. Quan trường chính là như vậy, khi người đi, trà nguội. Phạm chính liêm cắn miếng bánh trung thu trong miệng, nghĩ thầm trong lòng. Đang suy nghĩ, từ góc tối vang lên tiếng bước chân. Một cai ngục luôn nhìn trời bước đến cửa ngục, vẻ mặt không kiên nhẫn đã nói chỉ một nén nhang thôi nhanh lên người đứng sau cai ngục ừ một tiếng đợi cai ngục đi khỏi mới lộ ra một khuôn mặt quen thuộc khải xuyên phạm chính liêm kinh ngạc là tôi nghệ nhân dưới ánh đèn nửa khuôn mặt của người đàn ông chìm trong bóng tối không thấy rõ nét mặt giọng nói vẫn trầm lặng như thường nhưng sự trầm lặng này trong mắt phạm chính liêm đang cô độc lại trở nên thân thiết. Phạm chính liêm nắm chặt thanh sắt, gần như muốn dán mặt vào, kích động nói, ngươi sao lại đến đây? Ông ta không ngờ có thể gặp lại Khải Xuyên, hiện giờ ông ta đã mang tội, những người hầu cận bên cạnh lẽ ra cũng bị liên lụy, ông ta tưởng Khải Xuyên cũng bị giam cầm, không ngờ hắn vẫn an toàn đứng trước mặt. Phạm chính liêm do dự, ngươi, không bị làm khó. Khải xuyên lắc đầu, tôi chỉ là một người ghi chép, "Họ không tìm thấy gì trên người tôi." Nghe Khải Xuyên nói vậy, Phạm Chính Liêm mới nhớ ra, từ khi ông ta trở về kinh thành nhận chức tại viện thẩm hình, Cố Tình kiềm chế không cho Khải Xuyên thăng tiến, chỉ là một người ghi chép nhỏ, thật sự không ai để ý. Khải Xuyên không nói gì, chỉ lấy từ giỏ đồ ăn ra vài đĩa thức ăn, đưa cho Phạm Chính Liêm qua khe hở của song sắt, "Tôi biết đại nhân đã chịu khổ nhiều ngày, tôi không giúp được gì, chỉ mang đến chút đồ ăn." Phạm Chính Liêm nhìn Khải Xuyên, rồi lại nhìn đĩa thịt nướng hắn đưa, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động. Ông ta đã ở trong ngục lâu ngày, trong một tháng đã chứng kiến biết bao lòng người lạnh nhạt, những kẻ đầy người xuống hố, lợi dụng lúc người gặp khó cướp bóc. Cuối cùng người dám đến thăm ông ta lại là người hầu mà ông ta không mấy để ý. Trước đây ông ta đã kiềm chế Khải Xuyên bằng một chức vụ nhỏ bây giờ lại cảm thấy hối hận. Khải Xuyên lặng lẽ rót rượu cho ông ta, Phạm Chính Liêm cầm lấy, đột nhiên cười khổ nói, Khải Xuyên, đến mức này, chỉ có người còn đến thăm ta. Cách gọi Khải Xuyên này quá xa xôi, Khải Xuyên ngần ra một lúc, sau đó mới nói khẽ, đại nhân đã có ơn với tôi, tôi cảm kích không hết. Phạm Chính Liêm thở dài. Thực ra, ông ta và Khải Xuyên lớn lên cùng nhau, tình cảm chủ tớ không thể so với tình cảm bình thường. Khi Khải Xuyên muốn vào học tại gia tộc, nhà Khải nghèo khó, cha Khải không muốn bỏ tiền, còn mắng hắn không biết trời cao đất rộng, chính Phạm Chính Liêm đã thuyết phục mẹ mình bỏ tiền cho Khải Xuyên học, cùng đưa hắn vào học viện. Trong học viện có không ít con nhà giàu, thấy Khải Xuyên xuất thân hèn mọn, thường xuyên bắt nạt, Phạm Chính Liêm luôn giúp đỡ bảo vệ hắn còn khải xuyên cũng lén giúp phạm chính liêm sao chép bài vờ khi đó lòng biết ơn là chân thành sự che chở cũng là chân thành nhưng con người đã được định sẵn sang hèn khải xuyên trung thành thông minh nhưng tiếc là con nhà nô lệ thật đáng tiếc phạm chính liêm hỏi bên ngoài tình hình thế nào lễ bộ chắc không còn cơ hội xoay truyền ngự sử đài rất chú trọng vụ án này tôi đã thu xếp cho lão phu nhân và phu nhân họ sẽ đỡ vất vả hơn phạm chính liêm gật đầu nhìn xung quanh rồi gọi khải xuyên lại gần thấp giọng nói ngươi giúp ta làm một việc khải xuyên ngạc nhiên ngươi lén đi đến phủ thái sư tìm cách truyền lời cho thái sư nói rằng ta có một vật muốn dâng lên thái sư mong thái sư giúp đỡ khải xuyên do dự điều này phạm chính liêm cười bí ẩn dù ta rơi vào tình cảnh này không thể toàn thân thoát ra nhưng phán quyết của vụ án vẫn còn dư địa. Người không ở trong quan trường nên không biết, cứu ta đối với những nhân vật lớn đó cũng chỉ là một câu nói. Phủ thái sư là điểm tựa cuối cùng của ta. Ông ta lùi lại một bước, uống một ngụm rượu nóng, ánh mắt sáng rực trong nhà tù tối tăm. Trước đây ông ta đã xử lý đứa bé họ Lục kia, đã tặng phủ thái sư một món nợ ân tình, nhưng không quên để lại cho mình một lối thoát. Bức thư của đứa bé đó ông ta không giao cho phủ thái sư, mà giữ lại cho mình. Vật này dùng không khéo là một lá bùa tử thần, nhưng dùng tốt, cũng có thể cứu mạng. Giờ đây ông ta đã đường cùng, dù sao cũng là một cây chết, chi bằng liều một phen, sau đó mới tính tiếc. Khải Xuyên còn muốn nói gì đó, bên ngoài vang lên tiếng cai ngục thúc giục, đến giờ rồi. Phạm Chính Liêm nhìn ra ngoài, nói với Khải Xuyên, đi đi, đừng quên lời ta nói hắn gật đầu, thu dọn dò đồ ăn trống mang đi, lúc sắp đi, lại bị Phạm Chính Liêm gọi lại. Khải Xuyên, Phạm Chính Liêm không dám nhìn vào mắt Khải Xuyên, giọng nói hối lỗi, những năm qua, ta đã đối xử không tốt với ngươi. Khải Xuyên dùng mình, không nói gì, nhanh chân bước ra ngoài. Khi ra khỏi cửa, hắn lại đốt cho cây ngục một ít bạc vụn, cây ngục cầm lấy, sắc mặt dễ chịu hơn, nhìn hắn một cái, người đúng là một đầy tớ trung thành, đến mức này rồi còn đến thăm. Hai từ đầy tớ trung thành, trước đây nghe không thấy gì, bây giờ nghe lại thấy có chút gai người, khải xuyên cúi đầu ra khỏi cửa ngục, bên ngoài gió lớn. Gió thổi vào mặt đau như dao cắt, hắn đi vô định, nghĩ đến chuyện Phạm Chính Liêm giao đi phủ thái sư, lòng dối như tơ vò. Phạm Chính Liêm muốn cầu cứu lá bài cuối cùng là phủ thái sư, cố gắng lật ngược tình thế. Nhưng Khải Xuyên biết, tình hình bên ngoài còn tồi tệ hơn Phạm Chính Liêm tưởng. Những ngày này, dù đi đến đâu, hắn cũng nghe thấy người ta bàn tán về vụ án gian lận thi cư. Trên cao quyết định điều tra triệt đề, thậm chí có tin đồn rằng sẽ điều tra lại những người đã thi đậu từ nhiều năm trước. Hắn làm việc gian dối, nên sợ hãi, trong giấc mơ cũng thấy cảnh bị bắt. Một khi điều tra ngược, điều tra đến Phạm Chính Liêm, sẽ kéo theo hắn. Cửu Nhi còn nhỏ, nếu có người cha như vậy, cả đời sẽ bị hủy hoại. Thực ra, từ khi Phạm Chính Liêm vào ngục, cũng có người tìm hắn. Phạm Chính Liêm làm quan nhiều năm, kết oán không ít, nếu hắn tìm đến người khác, phải dùng Phạm Chính Liêm làm vật thế chấp. Không biết vì sao, hắn lại nhớ đến lời của nữ đại phu ở Nhân Tâm Y Quán. Thuyền sắp chìm rồi, không nhanh chóng trốn đi sao? Khải Xuyên dừng bước, trong nhà tù tối tăm phạm chính liêm không biết tỉnh ngộ hay thế nào gọi hắn một tiếng khải xuyên nói với hắn xin lỗi nếu là trước đây có lẽ họ sẽ hóa giải hiềm khích tình cảm của người cùng khổ luôn sâu sắc hơn người ngoài dù sao những năm đó hắn thật lòng cảm kích phạm chính liêm thể sẽ trung thành suốt đời đáng tiếc là bây giờ đáng tiếc là hiện tại tình cảm lúc ban đầu luôn tốt đẹp không có hận thù Lời xin lỗi này đến quá muộn, và khoảng cách giữa chủ tớ đã sinh ra. Thuyền sắp chìm, người thông minh luôn là người đầu tiên rời đi, hắn không muốn chìm theo thuyền, phải tìm đường sống khác, bằng mọi giá. Dù phải dùng người ơn làm bàn đạp, gió lạnh thổi đến, làm người lạnh ngắt, khải xuyên bình tĩnh lại, nắm chặt giỏ đồ ăn, nhanh chóng đi vào dòng người tấp nộc. Gió ở kinh thành ngày càng lạnh, tháng 9 tới, không khí lạnh lẽo chim nhạn ở phương Bắc bắt đầu bay về phía Nam. Chim nhạn bay qua phủ quý tộc ở Kinh Thành, nhưng những câu chuyện thú vị trong chợ lại được truyền khắp thành. Hai ngày trước, một tin tức lặng lẽ lan truyền trong chợ, nói rằng phạm nhân Phạm Chính Liêm bị giam giữ vì vụ án gian lận thi cử có mối quan hệ sâu sắc với phủ thái sư. Bây giờ, khi gặp nạn, Phạm Chính Liêm trong ngục đã tìm cách mua chuộc cai ngục để gửi lời đến phủ thái sư, cầu xin thái sư giúp đỡ. Tin tức này không có chứng cứ và thật là vô lý. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đó là tin đồn vô căn cứ, vì một quan thẩm phán và một thái sư quyền lực như trời và đất, thường không có liên hệ, lại càng không phải là chuyện nhà Phạm gia leo cao. Nhưng tin đồn lan truyền càng lúc càng thật, có người còn nói rằng vài năm trước đã thấy xe ngựa của phủ thái sư dừng trước cửa nhà Phạm gia. Dần dần, tin đồn càng lan rộng, nói rằng Phạm Chính Liêm thực ra là người của thái sư cấu kết với lễ bộ gian lận, chính vì phủ thái sư ngầm chỉ đạo. Vì một khi kiểm soát được trường thi, tức là kiểm soát nửa triều đình. Nếu ai muốn cầu chức quan, thông qua phạm chính liêm mà hối lộ nặng nề, thì mới được phú quý. Tin đồn này lan khắp các cơ quan, qua các ngõ hẻm ở phố Đông, vượt qua ngự sử đài, chuyển đến án ngự của Hoàng đế, và tự nhiên cũng chuyển đến phủ thái sư ở cổng Chu Tước. Trong sân phủ thái sư, bên hồ nước và núi giả, cá trong hồ bơi lội, cá vàng, mắt đen, cá màu, cá mai hoa. Nhìn thoáng qua, hồ nước ánh lên những màu vàng kim như sóng gợn nhẹ nhàng. Hiện tại, văn nhân trong triều đình thích nuôi cá và ngắm cá, quan lại nho sĩ ở triều đình nhà lương thi nhau bắt chước, thường nuôi những con vật này trong sân vườn. Tuy nhiên, so với các nơi khác, thu hiếm trong phủ thái sư vẫn hơn một bậc. Lúc này là buổi chiều có người đi qua hành lang bên hồ, nhanh chóng bước vào phòng trà không xa bên hồ. Trong phòng trà, trên bàn có một ấm cát trang trí hoa văn chạm khắc, có người đang cầm quyển sách cổ, nghỉ ngơi bên cửa sổ. Áo dài màu đen lỏng lẻo bao phủ thân hình người đó, dưới chiếc vương miện ngọc hoa sen, mái tóc trắng buông xuống vai, chỉ một bóng lưng đã toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Người đến là một quản gia thấp bé, nhanh chân bước vào phòng, Đứng xa sau lưng người mặc áo đen, nhẹ giọng nói, "Lão gia, tin đồn bên ngoài càng ngày càng nhiều. Những ngày gần đây, chuyện nhà Phạm gia truyền rầm rộ, dù muốn giả vờ không biết cũng khó." Người mặc áo đen không lên tiếng. "Để thế này, e là ảnh hưởng đến danh dự của phủ thái sư." "Không sao," người mặc áo đen vẫn cầm sách không buông, giọng nói chậm rãi, như thể chuyện đang nói không liên quan đến ông, Phạm gia và phủ ta không liên quan tin đồn để họ tự nói. Nhưng, quản gia cúi đầu nói, chuyện này liên quan đến tiểu công tử. Người mặc áo đen ngừng lật sách. Tháng 2 năm trước, tiểu công tử vô tình gây thương tích cho một người phụ nữ lương thiện tại Phong Lạc Lâu. Sau đó, người phụ nữ về nhà, liên tục đòi hỏi, gia đình bà ta đến Kinh Thành tìm đến viện thẩm hình. Quan thẩm phán Phạm Chính liêm hiểu chuyện tình lý nên tự nguyện giúp đỡ, giải quyết êm xuôi vì sự việc xảy ra đột ngột tiểu công tử lại hoảng loạn nô tài đã cả gan giấu lão gia không ngờ bây giờ gây ra đại họa xin lão gia trách phạt nói xong quản gia lập tức cúi đầu quỳ xuống trong phòng im lặng lâu sau người mặc áo đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt lên tiếng đứng lên đi chuyện này không trách ngươi chỉ là chết một phụ nữ lương thiện chuyện nhỏ như vậy hạ nhân xử lý là được thật sự không đáng báo với chủ nhân dù thời gian có quay ngược lại, phủ thái sư cũng không xử lý khác. Tuy nhiên, tin đồn này rất kỳ lạ, Phạm Chính Liêm cũng đã ở quan trường nhiều năm, dù tìm đến phủ thái sư, cũng không đến mức làm rầm rộ như vậy, chuyện này không phải do ông ta. Ông cầm tách trà lên môi, nhấp một ngủm, lấy khăn lau miệng rồi tiếp tục nói, ở Kinh Thành có nhiều người chú ý đến họ thích, chuyện của người phụ nữ đó nếu bị biết đến, có lẽ sẽ bị coi là một con dao trong tay người ta. Người đi điều tra lại tình hình hiện tại của gia đình người phụ nữ đó, thân nhân ra sao, tìm được rồi thì tra hỏi kỹ càng. Vâng, nghĩ một lát, người mặc áo đen đặt tách trà xuống, tên nghiệt tử đó, làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, làm ô uế gia phong, phạt nó cấm túc một tháng, vào từ đường ăn năn hối lỗi. Lại thở dài, cuối cùng là lỗi của ta dạy con không nghiêm. Quản gia vội nói, khi đó công tử còn nhỏ, hơn nữa đã biết sai. Ngày ngày ấy nấy, lão gia đối xử với công tử hết lòng, công tử sẽ hiểu được. Người mặc áo đen quay lưng lại với quản gia, lắc đầu, thôi. Người đi đi. Quản gia đứng dậy, định lui ra, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, do dự rồi nói, lão gia, nếu muốn điều tra người phụ nữ đó, vậy chuyện bảo phạm chính liêm im miệng có cần tiếp tục lò hương trên bàn vẫn cháy trong làn khói xanh bóng dáng người mặc áo đen càng toát lên vẻ phong độ như tiên nhân cao cao tại thượng trong lời nói và nụ cười điều khiển vận mệnh của con người ông bình tĩnh nói tất nhiên phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn